Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em Dương Điếu Vua Điếu Cày định giá mọi điếu. Hôm nay giới thiệu cho bác hai mẫu điếu đang hot nhất thị trường là năm 2022 này các bác này. Một mẫu điếu chưa gai lên nước tự nhiên các bác ạ. Đấy. Và một mẫu điếu nữa mới tanh chưa được bóc tem phát nào. Đấy, đang còn nguyên trinh các bác nhá. Con này đã dùng bao nhiêu năm rồi? Con này vị trí con này cũng phải tầm 3 năm rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhìn cái nước lên màu này. Đấy các bác nhìn thấy không, vẹt lên màu tự nhiên các bác, màu này cực kỳ là đẹp. Đấy. Và thiết kế bọc đồng cực kỳ là sang trọng luôn cho các bác luôn. Chân thì các bác biết rồi đấy, chân thì ta làm bằng chân sừng hoáng này, bộ lông cực kỳ đẹp này. Và đan lát những đường mây là mây rừng các bác ạ. Đấy. Bọc đồng là đồng hai lớp, ngoài ra bọc đồng đây là đồng trắng các bác này, kết hợp với đồng vàng ấy cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, tỉa tiết những cái hoa văn này. Và có cá đục chú cóc nha. Cóc này là cóc zin 100% các bác ạ. Đấy, điếu nữa thì em bọc đồng một lớp đế gỗ. Điếu tre cũng vậy, những hoa văn từng chi tiết nhỏ này các bác nhìn thấy không? Lõ cực kỳ là VIP rồi. Lõ này thì màu này thì chấm hết luôn. Đấy. Quay sát chụp bác xem của lõ thì tiếng kêu thì bảo hành cho bác nha. Chân thì làm bằng chân sừng hoáng. Đấy. Nên là hàng này là hàng thửa các bác ạ. Vì sao là lắp trên sừng? Sừng thì nó phong thủy và các bác để trưng bày lên bàn lên kệ nó cực kỳ là đẹp rồi. Và thứ hai là các bác dùng này, không lo bị hư bị gãy này, các bác nhìn thấy không? Vô tư luôn này. Ta có va đập gì đấy xuống bàn xuống kệ thì thoải mái luôn, còn nít có đá phải thì cũng ok luôn. Đó các bác. Nhưng mà chân sừng thì nó đem lại ý nghĩa là cũng nhiều ý nghĩa lắm. Chân sừng hoáng này người ta có thể là trưng bày cả mặt nữa cơ. Hôm nay em lấy cặp để em làm điếu, chân thì đẹp. Đấy. Các bác nào quan tâm cái con siêu phẩm nào thì hãy liên hệ cho em nhé. Em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm. Nếu các bác cần giải đáp chăm điếu như thế nào và hướng dẫn chăm nào thì em rất vui được sẵn lòng. Mà điếu tre, điếu nứa các bác dùng cực kỳ là thích. Đấy, nếu các bác nào đã từng trải nghiệm các bác biết rồi. Để tìm được một cây ống thử ta chăm lên màu nó đẹp. Đấy, tầm ống nó nhìn nó đẹp. Đấy, ơn các bác nha.